Anh tên gì đây? Gọi Tư phải không? Tôi thường gọi Tư Dung. Cha tên gì? Mẹ Trần Thị Cảnh không? Tội gì? Tội giết vợ. Một đôi dép mũ màu trắng cũ, một quần đùi cũ, một quần lót cũ, hai áo phông cũ màu xám. Đồ vật nói trên ban giám thị quyết định giao cho bộ phận theo dõi lưu ký của phạm nhân quản lý. Khi nào gia đình phạm nhân đồ nhân tư đến trại sẽ bàn giao đầy đủ. Biên bản kết thúc lúc 5 giờ 20 phút cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe và phạm nhân đồ nhân tư đọc ký cái tên dưới đây. Nghe rõ không? Rồi anh ký tên như vậy. Đây. Ký tên thôi. Viết họ tên được không? Được luôn. Bây giờ anh có viết thơ về gia đình gì không? Đây đây. Để đọc cái này xong mình viết ha. Viết viết thì tùy ha. Số tiền đây. Tiến hành tống đạt các quyết định về thi hành án tử hình đối với Đoàn Nhân Tư, tức là Tư Dung, sinh năm 1962, trú tại ấp Phước Lễ. Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án thì tòa án cấp phúc thẩm kết án Đoàn Nhân Tư về tội giết người là có căn cứ đúng pháp luật. Chỉ vì ghen tuông, ích kỷ, Đoàn Nhân Tư đã giết chết hai người. Xét tính chất và hậu quả do hành vi phạm tội của Đoàn Nhân Tư gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, nên hình phạt tử hình mà tòa án cấp phúc thẩm đã quyết định đối với Đoàn Nhân Tư là đúng pháp luật, là cần thiết để nghiêm trị kẻ phạm tội và đề cao tác dụng phòng ngừa chung. Bởi các lẽ trên, quyết định Đoàn thi hành án tử hình tiến hành thi hành án đối với người bị phạt tử hình, chánh án tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã ký. Hoặc là nhắn nhủ viết thơ gửi đồ vật gì người thân gia đình. Vâng, tôi viết thơ vậy. Xin viết thơ gửi gì đó. Nhà nước là xét ra cái án tử hình này thì cũng rất đúng. Một cái tử hình này để mà sửa chữa được ba hệ. Một là vụ đàn bà mà lấy tay, hai nó cũng như là lấy vợ người khác, cái thứ ba nó cũng như là
ghen mà thiếu suy nghĩ đó, cái đó là cũng như để dằn lại ba em không có, tôi không có cái gì mà phải mà là buồn hoặc là nghĩ gì khác hơn. Dạ dạ đây viết thơ dạ xét ra cái này là rất đúng, cảm ơn anh. Nói ra tôi dám ly dị vợ tôi sống với người đàn bà này. Dạ. Bữa cơm anh ăn nha. Ăn đâu ăn cơm nữa. Uống cái chai đó rồi uống cái chai đó. Không ăn cái đem ra. Đầu ăn hơi, giờ tới chiều ăn hơi chứ đâu rồi. Uống nước không? Uống nước đi. Uống được cho khỏe. Uống cái nước trước đi, uống gì đừng quay phim nữa. Thank you.